Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập vẽ nhân vật Pinkfong rất nổi tiếng bên cạnh chú cá mập Baby Shark nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như thế này. Chúng ta vẽ thêm một cái đường kẻ ngang ở đây. Tiếp đến chúng ta sẽ bắt đầu vẽ phần đầu cong lên như thế này. Chúng ta vẽ phần mũi ở đây. Tiếp đến sẽ là phần miệng, cái miệng nhỏ xinh. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đôi mắt ở vị trí này. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đôi tai của Pinkfong. Chúng ta vẽ như thế này. Các bạn vẽ hai bên cho cân đối. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần má của Pinkfong là như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ phần cằm. Chúng ta vẽ hàng lông mày, vẽ viền cho đôi tai. Chúng ta vẽ thêm vương miện ở trên đầu của Pinkfong, đối xứng qua cái đường kẻ kia. Như vậy là cơ bản chúng ta đã vẽ xong. Bây giờ chúng ta sẽ dùng tẩy để xóa đi những cái nét thừa. Sau đó chúng ta sẽ vẽ lại, và cuối cùng là tô màu. Chúng ta vẽ đôi mắt ở đây. Sau khi vẽ lại thì chúng ta vẫn phải chỉnh sửa lại các cái nét cho nó hợp lý hơn. Như vậy là chúng ta cơ bản đã vẽ xong. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô màu. Pinkfong thì chắc chắn là có màu hồng rồi. Chúng ta sẽ vẽ tô màu hồng ở đây. Vương miện của Pinkfong thì sẽ là màu vàng. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau làm quen với cách vẽ nhân vật Pinkfong. Các bạn ở nhà có tập vẽ để các cái nét vẽ của mình ngày càng hoàn thiện hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.